rất phong phú. Đừng bắt chúng phải giống nhau, đừng bắt người khác phải giống mình, và đừng bắt mọi người phải thích những gì mình thích. Đừng xem mình là bác học, đừng xem mình là hàn lâm. Hãy để âm nhạc là âm nhạc, hãy để nó phát triển theo cách của nó và cảm nhận của từng người. Âm nhạc cần có nhiều thể loại, âm nhạc cần có nhiều hướng đi. Và xin hãy để âm nhạc là âm nhạc. Yeah, thích nghe tôi không? Muốn nghe tôi không? Hãy ngồi yên lắng nghe, và hãy thưởng thức âm nhạc theo cách riêng của mình. Mr. D, Mr. D, kiểm tra, lắng nghe âm nhạc. Yeah. Ở trong hôm nay ta tự học về đây. Ở trong hôm nay ta cùng nhau dựng xây. Ở anh và em ta cùng nhau cùng xem. Ở ta cùng nghe xem, ta cùng xem. Những điều chưa biết về nhạc ở đây, những điều muốn nói về nhạc là đây. Ở ta cùng nghe xem, nào ta cùng xem. Hip hop cũng là nhạc mà thôi, dân ca cũng là nhạc mà thôi, opera cũng là nhạc mà thôi, rock cha cũng là nhạc mà thôi, tất cả thể loại cũng là nhạc mà thôi. Nhạc hàng lâm, nhạc bác học, nhạc đại chúng cũng là nhạc mà thôi, và cùng chung một nồi. Vậy thì đừng bắt tôi phải giống nhạc của bạn, và chỉ có nhạc của bạn là nhạc mà thôi, và chỉ có bạn là người am hiểu về nhạc và biết nghe nhạc. Còn những đứa khác như tôi chỉ là lũ ngốc cu chân muốn tay lắc lư theo nhạc mà thôi. Ồ không, đó là điều ngu ngốc tôi từng nghe thấy, phải không? Hãy nói rằng bạn chỉ đang đùa cho vui, phải không? Vì âm nhạc không phải xuất thân từ bạn mà ra, mà nó lại là sự đúc kết từ ngàn năm qua. Tôi luôn xoay tròn, điệu nhạc rộn ràng cùng hoa ca, kết nối con tim trong nhân loại, bỏ mặc hơi thở và mong xa. Thế giới quanh ta luôn xoay tròn, điệu nhạc rộn ràng cùng hoa ca, kết nối con tim trong nhân loại, bỏ mặc hơi thở và mong xa. Tôi đến đây để nói cảm nhận của mình về nhạc mà thôi. Một đứa trẻ chào đời khát cao giọng hát khi lọt lòng nơi. Tiếng mèo ru đêm đêm xếp vào lòng con là nhạc đấy thôi. Bập bùng bập bùng bập bùng vào lưỡi cháy là nhạc đấy thôi. Khi tôi vui tôi nghe hip hop và nhảy cùng bà cùng em. Khi tôi buồn tôi lôi ca chủ cái lưng ra để mà xem. Tất cả những thứ trên người ta đều gọi là nhạc đấy em. Không phân biệt hàng lớp bác học hay nhạc đại chúng đâu em. Thế giới của tôi là xoay tròn, điệu nhạc xa xa cùng hoa ca, kết nối con tim trong nhân loại, bỏ mặc hoài thu và mong xa. Thế giới của tôi là xoay tròn, điệu nhạc yeah.